Chào toàn thể các bác thợ nuôi ong nhé. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác thợ mới nuôi ong là kỹ thuật hàn chân tầng. Thì những cái vật dụng chúng ta cần ấy, đầu tiên là cái mỏ hàn các bác. Cái mỏ hàn thì ở đây thì em sẽ sử dụng là cái mỏ hàn bánh xe này. Đấy, mỏ hàn bánh xe. Đối với cái dòng này thì chúng ta sẽ chạy trực tiếp qua điện lưới nhé. Thì mới vào hàn ấy thì chúng ta sẽ cắm điện luôn, cắm điện trực tiếp luôn vào cái mỏ hàn này. Thì tầm khoảng 2-3 phút thì nó nóng rồi các bác. Nó nóng thì khi chúng ta hàn thì nó mới thành được. Và cái thứ hai nữa là chân tầng. Chân tầng chúng ta hàn thì đây là cái sát chân tầng mà đã được hoàn thiện rồi. Bây giờ chúng ta về chúng ta chỉ được làm thôi. Đó, đấy, chân tầng đây. Đấy, và bước tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình là một cái ván này. Một cái ghế. Để khi làm chân tầng đến đây thì chúng ta sẽ hàn trực tiếp đây. Đấy, và cầu căng dây. Đấy, cầu căng dây, đây là cầu căng dây này. Đấy, hôm nay thì cũng hàn chân tầng và đóng thùng nuôi ong đấy, để gửi đi cho các bác. Thì trong cái thời điểm này thì bên cơ sở nhà em là khi các bác mua thùng nuôi ong thì bên nhà em sẽ hỗ trợ cho các bác là kỹ thuật hàn trực tiếp chân tầng luôn, để về các bác chỉ việc thả ong vào. Đấy, còn cái chân tầng thì đây là cái sáp nguyên chất sáp loại 1 này. Đấy, sáp loại 1 các bác. Đấy, ưu điểm của sáp loại 1 này thì nó cực kỳ là dẻo các bác. Đấy, rất là dẻo. Và cái thứ hai nữa là lỗ lục lăng bên cơ sở làm khá là sâu. Đấy, khi các bác mua cái sáp chân tầng này về các bác sử dụng thì con ong nó sẽ tiếp thu rất là nhanh các bạn. Đấy, còn hàn thì nó khá đơn giản thôi. Đấy, hàn thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ví dụ như thế này là hàn nó chắc này. Đấy, các bác để thừa cái đầu sáp này lên bên trên tầm khoảng gần phân. Đấy, các bác uốn xuống như này cho em. Đấy, và chúng ta luồn. Đấy, chúng ta luồn trực tiếp vào như thế này. Nguồn lên một vài cái thì chờ cái mỏ hàn nó nóng lên. Mỏ hàn ấy chắc tầm khoảng 2-3 phút thì nó nóng các bạn. Đấy, 2-3 phút thì nóng rồi chúng ta sẽ hàn thôi. Được rồi, tiếp tục làm như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ xoáy xuống như thế này. Sáp trên tầng này thì đây là cái sáp nguyên chất, nó rất là dẻo, nó sẽ không bị gãy góc các bạn. Đấy, còn cầu này thì báo cáo đối với các bác thì bên nhà em là cũng làm đủ tiêu chuẩn cho các bác, từ bắn kim này. Đấy, căng dây. Đấy, rất là căng để gửi đi cho các bác. Đấy, căng dây như thế này, bắn kim này thì nó sau các bác sử dụng thì nó sẽ không bị cái chân tầng của các bác khi các bác sử dụng thì cái cầu này nó sẽ không bị lún dây này, nó bị trùng lại. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta khai thác bầu mật nó to ấy, thì khi rũ ong thì cái cầu của nó sẽ không bị hỏng. Đấy, và chúng ta sẽ để cái mép này bằng bên dưới. Đấy, và chúng ta sẽ cầm cái mỏ hàn chúng ta đưa. Đấy, thì bên cơ sở nhà em là bán luôn cái mỏ hàn này các bác nhé. Đấy, bán mỏ hàn này. Thì mỏ hàn này thì rất là thông dụng và giá tiền của nó thì rất là rẻ. Đấy, các bác thợ nuôi ong mới nuôi thì cũng cố gắng sắm cho mình cái, nó hơn 100.000 đồng nguyên cái đâu. Đấy, và chúng ta sẽ hàn như thế này. Đấy, để như thế này thì cái sáp nó chảy ra thì nó sẽ dính vào cái khung cầu này. Đấy, và bước tiếp theo nữa thì hàn đường dây. Đấy, các bác để sáp xuống ghế này. Đấy, chúng ta hàn đường dây như thế này. Tất cả các mỏ hàn thì nó đều có một cái khe rãnh để khi chúng ta chạy thì nó vừa dây thép này các bạn. Mà đến sau như này. Đấy, hàn cái này thì nhanh lắm, hàn ngày thì vài trăm cái các bác. Đấy, còn ví dụ các bác đặt thùng ong bên cơ sở thì cứ hàn vài cái thì bên cơ sở thì lại cố gắng hàn cho các bác, để về các bác chỉ được thả ong thôi. Đấy, các bác không phải làm cái gì nữa cả. Đối các bác mới nuôi, còn các bác nuôi lâu rồi thì chúng ta sẽ mua về chúng ta hàn, tự hàn đấy, rỗi lúc nào chúng ta hàn. Đấy, một cái này. Đấy, tiếp tục đến cái tiếp theo. Thế thì bên cơ sở nhà em làm là đúng quy trình, để cho các bác về là chỉ việc thả ong vào thôi. Nó nhàn các bạn. Đấy, nhiều các bác mới chơi là nhiều khi là không biết. Đấy, mua cái thùng về thì không có chân tầng để cho con ong nó xây, nó phát triển bên trong. Đấy, khi con ong nó làm ở trên chân tầng này thì chúng ta khai thác mật ấy thì nó dễ lắm các bạn. Chỉ việc cắt vít lắp, chỗ nào có mật thì chúng ta cắt vít lắp và chúng ta khai thác thôi. Đấy, làm cho các bác mấy cái thì đấy, những cái vật dụng là như em chia sẻ cho các bác ấy thì cần một cái hàn chân tầng này. Đấy, và sáp chân tầng. Đấy, cũng như là cầu nuôi ong. Đấy, và chúng ta sử dụng, chúng ta hàn trực tiếp. Yeah.
Tổng cộng có 3 cái dây chạy qua 3 cái phần trên tầng này thì chúng ta hàn cả 3 luôn. Một mặt là 1 dây và một mặt là 2 dây. Đấy, còn anh em nào mà mua lẻ ví dụ như sáp hoặc là cầu hoặc là thùng ong thì bên cơ sở vẫn gửi bình thường. Đấy, chứ không phải là bán phải đủ combo. Đấy, nhiều các bác là đặt một cái thùng bên cơ sở là cũng đóng hàng gửi cho các bác. Đấy, bởi vì phục vụ cho các bác là từ A đến Z này. Đấy, ít cũng gửi mà nhiều cũng gửi các bác. Đấy, có mỗi cái chân tầng là các bác phải đặt từ 20 tấm trở lên thì mới gửi được. Với cái lý do là cái chân tầng này gửi ít thì lại đóng không có được. Đấy, đóng gửi đi nó lát hết. Đó. Đấy, chạy đến đâu thì cái chân tầng này nó nóng thì cái sáp nó chảy ra và nó sẽ ôm luôn cái sợi dây thép này. Đấy, nó xong rồi các bạn. Đó. Đây. Đó, chúng ta rất là chắc dụ thoải mái các bạn. Đấy thì bác nào mà cần cái sáp chân tầng này hoặc thùng nuôi ong, cầu nuôi ong hoặc là những cái vật tư ngành nuôi ong thì các bác liên hệ cho em nhé. Số điện thoại để có màn hình video. Bây giờ chào các bác ạ.